Thiền sư Ajahn Brahm từng nói, chúng ta hiểu rõ đời sống qua các câu chuyện hơn là qua các ý tưởng. Các ý tưởng tựa hồ như thể một bản báo cáo xưa cũ về những gì thật sự xảy ra trong cuộc sống. Nếu chúng ta kể các mẫu chuyện về đời sống thường nhật chung quanh ta và lồng trong đó các ý nghĩa mà ta muốn truyền tải, người nghe sẽ dễ thông hiểu và hấp thu. Vì thế, tôi thích kể các câu chuyện ý nhị đó. Ajahn Brahm trước hết là một người có nhân duyên đặc biệt với Phật giáo. Nói theo cách thông thường là có căn duyên sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp đã là đệ tử của Đức Phật. Bởi Ajahn Brahm sinh ra ở Anh, nơi Phật giáo không phải là tôn giáo phổ biến. Song từ năm 16 tuổi, Ajahn Brahm khi đó còn là một học sinh trung học, đã tham dự rất nhiều khóa thiền, đọc sách Phật giáo và tu tập như một Phật tử. Năm 18 tuổi, Ajahn Brahm trở thành sinh viên Đại học Cambridge, chuyên ngành vật lý lý thuyết. Vật lý học, vũ trụ học dường như là con đường tiếp nối khiến Ajahn Brahm càng thêm tin tưởng vào giáo lý của Phật và gieo cho chàng trai này niềm tin vững chắc đi theo con đường bát chánh đạo của Đức Thế Tôn. Chính vì vậy, hành trình tu học của Ajahn Brahm chính thức bắt đầu ngay khi tốt nghiệp đại học. Năm 23 tuổi, Ajahn Brahm sang Thái Lan và quyết định xuất gia. Ban đầu, chàng trai trẻ chỉ có ý định trải nghiệm theo phương thức xuất gia gieo duyên, trở thành người tu sĩ có thời hạn, một tập tục phổ biến ở Vương quốc Thái Lan. Nhưng thời gian như qua đi rất nhanh, Ajahn Brahm dành tới 9 năm sau đó để tu học theo Phật giáo truyền thống khổ hạnh Sơn Lâm và người lãnh thọ pháp hành xuất sắc, trở thành một trong những đệ tử nổi bật của Đại sư Ajahn Cha. Chia sẻ về quyết định thay đổi cuộc đời mình trên đài phát thanh châu Úc vào năm 2003, thầy Ajahn Brahm nói, sự an định trong thiền là những gì làm thay đổi cái nhìn của tôi về ý nghĩa của đời sống, và tôi muốn tìm hiểu sâu xa hơn về ý nghĩa đó. Điều này chỉ thực hiện được trong đời sống xuất gia. Kênh Mộc Liên Sa chúng tôi xin phép được tiếp tục chia sẻ đến quý vị truyện ngắn Ai đổ đống rác ở đây, tác giả Thiền sư Ajahn Brahm, qua giọng đọc Tuệ Ngọc vân vân. Cuộc sống thường có những chuyện không dễ chịu, chẳng hạn như đứng cuối lớp. Khác biệt duy nhất giữa một người hạnh phúc và một người rơi vào trầm cảm là cách họ phản ứng với thảm họa. Hãy tưởng tượng bạn vừa có một buổi chiều tuyệt vời ở bờ biển với một người bạn. Khi trở về nhà, bạn thấy một đống rác to tướng đổ ngay trước cửa nhà bạn. Có ba điều bạn biết về đống rác này. 1. Bạn không bảo người ta đưa đến. Nó không phải lỗi của bạn. 2. Bạn bị kẹt với nó. Không ai thấy người nào đã đổ, nên bạn không thể bảo ai dọn đi. 3. Nó dơ giấy, chướng mắt, mùi hôi tràn khắp nhà, hầu như không thể chịu đựng nổi. Trong ẩn dụ trên, đống rác trước nhà ám chỉ những hoàn cảnh tệ hại giáng xuống cuộc đời chúng ta. Giống như với đống rác, chúng ta biết ba điều về bi kịch này. 1. Chúng ta không gọi nó đến. Nó không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta thốt lên, sao lại là tôi? 2. Chúng ta bị kẹt với nó. Không ai có thể đem nó đi, kể cả những người yêu thương chúng ta nhất, dẫu họ có thể thử. 3. Nó quá tệ hại, phá hủy hạnh phúc của chúng ta. Nỗi phiền muộn do nó gây ra lấp đầy cuộc sống của chúng ta, hầu như không thể chịu đựng nổi. Có hai cách phản ứng khi mắc kẹt với một đống rác. Thứ nhất là mang đống rác theo khắp nơi. Chúng ta bỏ một ít vào túi áo, một ít vào ba lô hay vali, và trét một ít lên áo. Mang theo rác đi khắp nơi, chúng ta thấy mình mất nhiều bạn bè. Ngay cả những người bạn thân nhất có vẻ cũng không muốn gặp chúng ta thường xuyên. Mang rác đi khắp nơi là ẩn dụ cho sự chìm đắm vào phiền muộn,
tiêu cực, giận dữ. Nó là một phản ứng tự nhiên và dễ hiểu trước nghịch cảnh. Nhưng chúng ta mất nhiều bạn bè cũng là điều tự nhiên, vì bạn bè không thích ở gần chúng ta khi chúng ta quá phiền muộn. Hơn nữa, đống rác không trở nên nhỏ hơn mà còn bốc mùi tệ hại hơn. May thay, có cách thứ hai. Khi một đống rác to tướng đổ ngay trước nhà, chúng ta thốt ra một tiếng thở dài rồi bắt tay vào làm việc. Xe đẩy, chĩa, xẻng được mang ra. Chúng ta cào rác vào xe đẩy, mang nó ra sau nhà, chôn nó vào giường. Đây là công việc khó khăn và mệt nhọc, nhưng chúng ta biết không có giải pháp hữu hiệu nào khác. Đôi khi tất cả những gì chúng ta có thể xoay sở là xúc được nửa xe mỗi ngày. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng đang làm điều gì đó để giải quyết vấn đề thay vì phàn nàn rồi rơi vào trầm cảm. Từng ngày một, chúng ta đào hố chôn rác. Từng ngày một, đống rác trở nên nhỏ đi. Đôi khi phải mất nhiều năm, nhưng rồi cũng đến một buổi sáng khi chúng ta thấy đống rác trước nhà đã biến mất. Không những thế, một phép màu đã xảy ra ở phần khác của khu nhà. Những bông hoa trong giường đang bừng nở khắp nơi với đủ loại màu sắc. Hương thơm của chúng phảng phất xuống cuối phố, khiến các nhà hàng xóm và cả người qua đường cũng mỉm cười sung sướng. Rồi cái cây ở góc giường gần rớt xuống vì trĩu quả. Và quả thật ngọt, bạn không thể mua được thứ gì giống như vậy. Quả rất nhiều đến nỗi chúng ta có thể chia sẻ với hàng xóm, và người qua đường cũng được nếm hương vị tuyệt vời của thứ trái cây thần kỳ đó. Đào hố chôn rác, ngụ ý tiếp nhận bi kịch và biến nó thành phân bón cho cuộc đời. Nó là công việc chúng ta phải làm một mình, không ai ở đây có thể giúp chúng ta. Nhưng bằng cách đào hố chôn nó trong khu vườn tâm, cảm giác phiền muộn mỗi ngày sẽ trở nên bớt đi. Có thể mất nhiều năm, nhưng rồi cũng đến một buổi sáng khi chúng ta thấy không còn cảm giác phiền muộn trong cuộc đời mình và trong trái tim mình. Một phép màu đã xảy ra, những bông hoa nhân ái đang bừng nở khắp nơi và hương thơm của tình yêu thoang thoảng xuống cuối phố, tới những người hàng xóm, thậm chí người qua đường. Rồi cái cây trí tuệ ở góc giường đang trĩu xuống vì những tri kiến ngọt ngào về bản chất của cuộc sống. Chúng ta thoải mái chia sẻ trái cây tuyệt vời ấy kể cả với người qua đường, điều mà chúng ta chưa bao giờ ngờ tới. Khi đã biết rõ cảm giác phiền muộn, đã học được bài học, đã trồng khu giường của mình, chúng ta có thể vòng tay ôm một người đang trong bi kịch khác và nói nhẹ nhàng: "Tôi biết." Họ nhận ra rằng chúng ta hiểu mọi điều. Sự trắc ẩn bắt đầu. Chúng ta chỉ cho họ cái xe đẩy, cái chĩa và cái xẻng cùng với sự khích lệ. Nhưng nếu chúng ta chưa trồng được khu giường của chính mình, điều này khó lòng làm được. Tôi biết nhiều tu sĩ giỏi về thiền là những người thư thái, điềm tĩnh, trầm lặng trong nghịch cảnh. Nhưng chỉ vài người trở thành những vị thầy lớn. Tôi thường tự hỏi tại sao. Giờ đây tôi thấy rằng những tu sĩ có cuộc sống tương đối dễ dàng, ít có nghịch cảnh để xử lý, là những người không trở thành những vị thầy lớn. Chính những tu sĩ gặp rất nhiều khó khăn, xử lý chúng trong yên lặng và vượt qua với một khu vườn trĩu cây trái, mới trở thành những vị thầy lớn. Họ đều có trí tuệ, sự tĩnh lặng và từ bi. Nhưng những người gặp nhiều nghịch cảnh có nhiều điều hơn để chia sẻ với thế gian. Thầy tôi, Ajahn Chah, theo tôi thầy là tột đỉnh của mọi vị thầy, nên chắc hẳn trong giai đoạn đầu của cuộc đời, cả một đoàn xe tải đã đổ rác trước cửa nhà ông. Có lẽ ý nghĩa rút ra từ câu chuyện này là nếu bạn muốn phụng sự thế gian, nếu muốn đi theo con đường từ bi, lần tới khi một bi kịch xảy ra trong cuộc đời bạn, hãy nói: "Úi chà, lại thêm phân bón cho khu vườn của mình." Buông bỏ. Thơ
toàn tâm hòa. Buồn nói dễ nhưng làm thật khó. Dễ mấy ai từ bỏ phù du, bởi chưa tìm được đường tu, chấp mê bất ngộ như mù té sông. Buồn tạp niệm để lòng thanh thản, buông sân si ngạo mạn tham tàn, chân như tịnh nghiệp bình an, đó là diễn cảnh niết bàn tại tâm. Buông cuồng nộ để tầm hoan hỷ, buông phù du dị kỷ cuộc đời, buông dần vật chất người ơi, đời xem là chốn dạo chơi vô thường. Buông những khúc nghe thường phù phiếm, buông những lời âu yếm êm tai, nhìn đời phân biệt đúng sai, những lời mật ngọt dễ dây lụy phiền. Chúc bạn hữu tìm miền an lạc, trong cõi lòng giàu dạt tình yêu. Đường trần buông bỏ ít nhiều, nhưng ta nhận được dạng điều lung linh